đưa gió đẩy, dìa rẫy ăn còng, dìa sông ăn cá, dìa đồng ăn cua. Quê hương miền Tây Nam Bộ trong ký ức của nhiều người là những rẫy vườn, những đồng ruộng, những dòng sông, là những con người sống hào sảng chân tình giữa những lo toan của công chuyện đồng áng tất bật. Ở quê mà, mùa nào thì thức nấy, mà dùng nào thì sản vật nấy. Mỗi nhà cũng có những cách chế biến riêng để cho phù hợp với khẩu vị của những thành viên trong gia đình. Để rồi nha, với con còng xứ rẫy, con cá dưới sông, con cua miệt đồng hay là những loại hải sản của xứ biển đó, thì trong những bữa cơm quê với những món ngon rặt ri quê mùa thì nó cũng nghiễm nhiên trở thành nỗi nhớ, trở thành ký ức của những đứa con tha hương luôn đau đáu nhớ về. Những đứa con miền sông nước đi xa, khi nhắc tới quê mình, ngoài nỗi nhớ về những dòng sông thì còn là biết bao tình cảm nhớ thương cùng nhiều kỷ niệm êm đềm, gọi tên những cánh đồng. Đồng ruộng phương Nam luôn hiện diện trong tâm tưởng của mỗi người là những hình ảnh đẹp nhưng rất đổi dung dị, đời thường và cũng vô cùng ngon lành với những thứ sản vật mà thiên nhiên ban tặng. Nhớ làm sao quên những đám ruộng trổ mạ non, có bầy vịt con líu ríu bơi kiếm mồi. Nhớ thiệt nhiều bóng dáng người cha già sớm hôm đi thăm ruộng. Rồi mỗi khi con nước tràn bờ báo hiệu mùa lũ về, cái dáng lầm lũi của cha lại lui cui chống xuồng trên đồng nước để sớm mai theo chân cha ra chợ, là biết bao những thứ tôm cá, cua, ốc, miệt đồng tươi ngon, làm phong phú thêm cho bữa ăn của bà con miền sông nước. Nói về sản vật của ruộng đồng, nhất định phải nhắc tới cá, tép, cua và ốc, với nhiều loài, nhiều cách nấu nướng để làm nên những hương vị thơm ngon mà bất cứ ai hễ ăn là sẽ không bao giờ quên được. Đó là con cá lóc đồng đem nấu canh chua với trái mận, hay nấu canh chua ngót với khóm cà chua, lại dọn ăn kèm với dĩa cá lóc muối sả chiên, thì đảm bảo cái chua ngọt dịu dàng của canh kết hợp cùng cái mặn mà của cá chiên sẽ vô cùng ngon lành và hao cơm dữ lắm. Còn nếu như có con cá rô đồng thì đem đi nấu canh chua bông súng với trái giác là vô cùng hợp ý. Hay có nắm đọt chọi ngon thì tô canh chua cá rô nấu đọt chọi cũng sẽ khiến nhiều người mê mẩn. Hoặc với cá trê thì còn gì kích thích sự thèm ăn cho bằng. Món cá trê kho có màu nâu bóng mướt, được rắc thêm nhiều tiêu, nhiều hành, dọn ăn chung cơm nóng và dưa leo, cà chua, rau sống hay rau luộc gì cũng đều hợp rơ dữ lắm. Còn nữa nha, cá trê mà đem nướng hay chiên lên cho vàng giòn, lại mần chén nước mắm gừng cay cay, rồi dầm chung với cá, hái thêm mớ rau dường, xong rồi nhớ bới chén cơm đầy. Chèn ơi, cái màu cá trê chiên vàng giòn thơm phức, thiệt là ngon lành, thiệt là bắt cơm mà cũng bắt mồi dữ dằn lắm. Đồng ruộng phương Nam còn có con ếch hay còn được kêu là gà đồng, với những sớ thịt trắng tươi và dai chắc, khi ăn ngọt lừ vị tự nhiên nên mần món gì cũng dễ ghiền hết ráo. Thiệt vậy, mấy bữa người nông dân đi ruộng về mệt, bà xã tâm lý đem nấu rồi dọn ra tô canh ớt nấu lá giang thì đúng là vừa ngon, lại vừa mát lòng, mát dạ dữ lắm. Gấp cái đùi ớt chấm vô dĩa muối ớt cay cay, chan nước canh vô cơm rồi thưởng thức. Món ăn bình dân, hương vị cũng rất bình dân, nhưng nó khiến người ta hễ được ăn là tự nhiên thấy quên hết mọi mệt mỏi liền. Hoặc như những bữa xế chiều xong xuôi hết công việc đồng áng, mấy ông hàng xóm lại ngồi cùng với nhau trên chiếc bàn nhỏ kê ngoài gốc sân kế bờ ruộng, có dĩa ớt xào lá cách hay ớt xào lăng cùng với xị rượu đế, để vừa lai rai lại vừa hỏi nhau chuyện vụ mùa xuống giống, chuyện thằng ba con bảy, chuyện thế sự ở đời. Đời nhà nông cần gì cao sang, chỉ bình yên như vậy thôi là đủ lắm rồi. Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ. Bữa ăn đặc sản ở miền sông nước Tây Nam Bộ đa dạng lắm. Có cá, có ớt thiệt tươi ngon rồi, thì nhớ thêm mớ ốc nữa, để miệng người ăn lại càng thêm mê, thêm ghiền.
mê mẩn cái mùi thơm phức bay ra từ dĩ ốc bươu nướng tiêu bán ở một góc nhỏ ven đường. Từng con ốc hòa chung với nước mắm và tiêu nằm sôi trên bếp than nóng. Khi chín, chỉ cần lẻ nhẹ, xoay cái vỏ ốc một cái là có liền phần ruột ốc nóng hổi. Bỏ vô miệng nhai, nghe ngọt lừ, giòn ngon không biết sao kể cho hết. Còn như con ốc lát, thì người phương Nam có cách chế biến rất độc đáo, là đem rửa sạch, cất vô vỏ rồi treo lên giàn bếp. Con ốc lúc này chỉ hửi hơi khói bếp mà vẫn sống qua mấy tháng liền. Khi ăn, sẽ trút ra rửa lại, ngâm ốc với sữa tươi và hột gà, để ốc đói bụng chui ra ăn và trở nên mập ú. Ốc lát treo giàn bếp chỉ cần đơn giản đem luộc chung với lá ổi, lá sả, đem lễ ra chấm mắm gừng hay cơm mẻ, thì từng con ốc ngọt lừ, ú nu chắc chắn sẽ dễ dàng chinh phục vị giác của những thực khách dù là khó tính nhất. Mùa lũ về trên quê hương Đồng Tháp cũng là mùa bông điên điển nở vàng, bông súng ma phủ trắng cả cánh đồng. Rồi những khu chợ sỉ cá đồng đó, mới tờ mờ sáng thôi là đã tấp nập người mua kẻ bán những loại tôm cá thiên nhiên mà con nước ban tặng cho xứ này. Đó chính là con cá linh, cá rô, cá lóc, rồi con ếch, con chuột, con rắn, con lươn và còn rất là nhiều cua nữa nha. Con cua đồng của xứ Đồng Tháp đó thì nó có quanh năm, nhưng mà rộ nhất là vào tháng 5 tới tháng 10 âm lịch đó. Lúc này mỗi một con cua là nó mập ú hà, chắc thịt, ngọt mà ngon nữa, cho nên bà con mình rất là ưa chuộng, thường mua về để làm những món ngon cho cả nhà cùng thưởng thức, hoặc là để dành đãi bạn phương xa với tất cả tấm lòng hiếu khách và sự thảo thơm của một người con miền sông nước. Về xứ đồng ruộng phương Nam mà không kể tới những món ngon từ con cua đồng thì đúng là thiếu sót nhiều lắm. Cứ đi dạo quanh khu chợ sỉ Trường Xuân vào mùa con nước nhảy bờ thì ngoài ê hề các loại rau bông, tôm cá, ếch lương, còn có sự hiện diện của rất nhiều cua đồng nữa. Cua đồng vào mùa này cứ mập ú, khỏe và tươi rói, để theo chân người nông dân ra chợ, bày lên sạp hàng cho những bà nội trợ nhìn thấy là lại tấp vô, mua vài mớ ngon ngon đem về nấu lên bữa cơm mát lành để chiêu đãi cả nhà, món ăn chân phương của đồng ruộng. Tuy mộc mạc, nhưng so về độ ngon, lành và bổ thì chắc chắn không thua kém bất cứ thứ thịt thà bắt mỏ nào cả. Nhà quê thì thiếu gì các loại rau non xanh mương mướt để nấu chung với cua đồng, mà hợp rơi nhất có lẽ là rau mùng tơi, rau bình bát và trái mướp vườn. Ba thứ này mà đem kết hợp cùng con cua đồng sẽ cho ra món canh ngọt lừ và thơm mát hết chỗ chê luôn đó. Cua đồng sẽ được tách bỏ mai và yếm, sau đó đem xay nhuyễn, lọc qua rổ để lấy phần nước cốt, nấu lên cho sôi. Lúc này riêu cua sẽ kết tinh lại, rồi nổi lên trên. Bà mẹ quê tiếp tục bỏ rau và mướp vô nấu chung. Khi canh sôi lại là chín tới, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt từ thịt cua, từ rau trái, và cũng là cái mùi thơm chân chất của đồng ruộng quê hương nữa. Bữa cơm ở mái nhà quê có sự góp mặt của tô canh cua đồng nấu chung các loại rau dân dã thì dù là quê mùa, dù là bình dị đó, nhưng cái vị ngon vị ngọt của nó thì đủ sức làm dịu đi cái nắng ban trưa hay làm ấm lòng người trong những chiều mưa lạnh. Nếu mà cần những món có phần cao sang hơn chút đỉnh để đãi khách hay tụ họp bạn bè thì với con cua đồng có thể nấu lên cái lẩu với nước lèo ngọt ngất vị thịt cua, có điểm màu gạch cua được xào sơ vàng đượm, cùng những miếng riêu cua màu xám nhẹ và thơm nổi lên trên mặt, nhìn vô cùng hấp dẫn. Ngoài món lẩu ra thì người phương Nam còn có một biến thể khác nữa, một sự kết hợp giữa cháo và lẩu. Đó là món lẩu cháo cua đồng ấm bụng, giúp bà con mình bồi bổ sức khỏe, vô cùng hữu hiệu sau một ngày mệt nhọc. Đầu tiên phải rang gạo cho vừa vàng tới, để hột cháo khi nấu xong sẽ tơi nhuyễn trong miệng. Sau đó bắt nồi lên nấu cháo, có thể bỏ chung mớ nấm rơm cho vị cháo thanh nhẹ hơn. Khi cháo sôi và chín, hột cháo nở bung
thì mới từ từ chế phần nước cốt đã rây từ thịt cua xay nhuyễn vô. Cháo sôi lại lần nữa, riêu cua nổi lên trên mặt là bắt đầu múc cháo ra, đơm rau, dọn chén, rót nước mắm, sắc ớt cay và mời cả nhà vô mâm được rồi đó. Lẩu cháo cua đồng khi ăn sẽ được nhúng rau ăn chung như mùng tơi, mướp dường, rất ngon, ngọt và hợp rơ nữa. Từng hớp cháo được húp vô trong miệng, nghe rõ vị cua ngọt lừ, nghe rõ hột cháo tan nhanh trong miệng, nghe được vị rau quê thanh mát nữa. Tất cả những mùi vị đó, nó trôi xuống bao tử, trôi tới đâu là bụng dạ như được sống lại tới đó, bừng tỉnh và khỏe khoắn hơn. Càng ăn lại càng ngon, càng hấp dẫn hơn rất nhiều nữa. Con cua đồng, đối với người dân miền sông nước, nó không chỉ là một sản vật của thiên nhiên hay là một loại thức ăn ngon, mà con cua tám cẳng hai càng đó chính xác đã trở thành ký ức tuổi thơ của biết bao người, mà dám chắc rằng cả đời dù có đi đông đi tây cũng không thể nào quên được. Đó là ký ức về những bữa lội ruộng đi mò cua đem về rộng ở trong xô nước, coi như chiến lợi phẩm để làm nên những món ăn đậm chất tuổi thơ nơi đồng quê ruộng lúa. Kiếm một cái nồi sạch, trút cua vô, đổ thêm chút nước, bắt lên bếp chừng vài phút là cua chín. Dở nắp nồi ra là thấy bốc khói thơm lừng, màu cua đỏ ao, đã mắt lắm. Gấp cua ra, thêm chén muối tiêu hay muối ớt chanh là ngon lành khỏi chê. Hay chỉ cần canh bếp lửa nấu cơm của mẹ vừa có than là thảy mấy con cua vô. Một hồi sau đó, khi cua chuyển màu đỏ thì lẹ làng gấp ra rồi thưởng thức. Tách mai cua, bẻ càng cua rồi nhâm nhi từng miếng nhỏ. Đó đúng là một thú vui của vị giác để con người ta luôn luôn say mê. Dù là khi con nít hay đã lớn tướng làm cha làm mẹ thì vẫn thấy thèm. Nhắc tới cua đồng là biết bao nỗi nhớ về cuộc sống nhà quê lại hiện về rõ ràng từng chi tiết một. Để rồi có những đứa con xa quê, nay đã là anh thanh niên lớn tướng, nhưng mỗi lúc về nhà là lại rủ rê mấy đứa em nhỏ, bắt cua đem ra bờ vườn nướng rơm để tìm lại chút hương vị đồng quê đã từ từ ít xuất hiện khi người ta trưởng thành và đời sống dần khấm khá hơn. Rút một ôm rơm bự, đốt lửa, rồi quăng từng con cua vô. Tuốt nhánh cây đem khều cho rơm cháy đều. Khi lửa tàn thì cũng là lúc nghe thoảng trong gió cái mùi cua nướng thơm phức hòa chung với mùi rơm, mùi khói. Khều nhẹ từng con cua đem ra từ trong đống tro để lên tấm lá chuối. Cua nướng rơm đồng quê mà, nó có khi quá lửa một xíu, cái ngoe bị cháy rụi một chút. Cái con cua có hơi đen vì dính tro dính than, nhưng mà không sao, kệ cho đen, chỉ cần gấp bài ra kèm chén muối ớt chanh rồi nhẹ nhàng dắt miếng chanh vô chén muối trộn đều lên là đứa nào đứa nấy cứ nuốt nước miếng ừng ực rồi bu vòng vòng đợi chia phần cua nướng liền cho mà coi. Mỗi đứa một con nha, cua còn nóng, cầm cho khéo khéo à. Hít hà, thơm quá xá thơm, chịu hổng nổi luôn tụi bay ơi. Tách cua ra, phần thịt cua còn bốc khói, đem chấm vô muối ớt chanh, đưa vô miệng cắn miếng. Chèn ơi, đứa nào đâm muối ớt mà cay dữ vậy bay. Nhưng mà kệ, cái vị cua ngon ngọt quá, cái vị đồng quê sao mà thân thương quá cỡ. Càng cắn, càng nhâm nhi, là nghe càng mê, càng khoái, càng ghiền, càng nhung nhớ không biết chừng nào nguôi.
con cua đồng của xứ Đồng Tháp đó, nó không bự, không sang, cũng không mắc tiền như con cua biển. Ngày xưa thì nó chỉ là cái món ăn chơi khi mà mấy đứa con nít tụ tập lại với nhau, hay là làm mồi nhậu lai rai cho mấy anh mấy chú sau một ngày đồng áng vất vả. Rồi hơn một chút đó thì làm nguyên liệu để các bà các mẹ chế biến thành những món ăn đơn giản cho bữa cơm gia đình. Người ta tự bắt rồi để dành ăn, chứ ít khi mang bán lắm. Còn bây giờ nha, cứ mỗi mùa nước về đó là khắp các chợ quê, đặc biệt là ở Đồng Tháp, ở đâu cũng thấy sự hiện diện của con cua đồng hết á. Để rồi trong danh sách những món đặc sản của miền sông nước lại được viết dài thêm bởi những món ngon được làm từ con cua miệt đồng này. Khách phương xa ghé về phải gật gù bởi một hương vị mới. Còn những đứa con tha hương mà ghé về đó nha, thì phải nấn ná ở lâu thêm một chút nữa để làm sao thưởng thức cho được cái hương vị ngày xưa cũ thì mới thấy thả lòng.